Hello everyone, Nga xin chào tất cả anh chị em và các bạn thân mến. Cả nhà mình hôm nay khỏe không? Hôm nay thứ ba rồi. Cũng gần cuối tháng nữa hả? Wow, mình ở đây mình thấy cái mau hết tháng quá đi. Sợ hết tháng lắm á, đầu tháng là nhiều thứ phải lo đúng không mấy anh chị em mình? Nhưng mà lo nhiều nhưng mà cũng có niềm vui cũng nhiều đúng không? Thì hôm nay Nga đã trở lại đây và Nga mang lên đây cho chị em mình xem một vài món nữ trang nhé. Thì các anh chị em nào thích thì gọi phone cho Nga, số phone của Nga là 714-599-4278. Tiệm của Nga trên lầu Phước Lộc Thọ. Nếu chị em mình mà đi cửa sau á, cổng sau của Phước Lộc Thọ đó, thì mình lên cầu thang máy, thì vừa lên hết cầu thang máy thì cái tiệm của Nga nằm bên trái liền nhé. 48B. Rồi đây là một cái mặt dây chuyền chị em. Sapphire, đủ màu hết nhé, multicolor. Thì và diamond around, cái diamond around nó khoảng 1 ly 3 chị em, nhưng mà rất là trắng, đẹp lắm chị em. Thì cái này Nga để giá đặc biệt cho chị em mình nhé, đẹp lắm luôn, dễ thương lắm luôn á. Mình đeo làm cái dây chuyền là chị em mình đeo chung với đôi bông màu gemstone hoặc là diamond only cũng ok luôn á chị em hết. Thì cái này Nga để đặc biệt cho chị em mình là 550 đô nhé, 550 đô cho cái mặt dây chuyền này. Nó cũng dài lắm nha chị em, hình như cũng được gần 1.5 ngón tay của Nga nè đó. Mà đẹp lắm chị em. Rồi Nga để cái này rất là rẻ luôn, 550 đô nha chị em. Rồi và cái món kế tiếp thì Nga cũng có một cái pearl. Pearl này chị em này cũng mặc dây chuyền luôn. Pearl này là gold. Saucy pearl gold color và ba cái hộp xoàn là ring set cut nha chị em. Thì ba cái hộp xoàn này cũng khoảng hơn nửa cara hộp xoàn đó chị em, khoảng 65 thôi. Thôi 65 gần 1 cara hộp xoàn đó chị em. Thì cái pearl này cũng khoảng 11 ly á chị em. Và cái này vàng Nga cứ nghĩ cho vàng 14 đi nha chị em nhé. Nhiều khi thôi Nga chỉ nói 14 tại vì thường thường là đa số là 14 và 18. Thì cái này Nga để cho chị em mình rất là rẻ luôn nhé. Đây là cái mặt dây chuyền dễ thương lắm luôn. Đó, cái này thì Nga để cho chị em mình với cái giá là 750 đô nhé, 750 đô rất là rẻ luôn á chị em. Có 3 viên ringset cut diamond, natural diamond, and the pearl is like a gold color. Saucy pearl gold color. Rồi 750 đô chị em nhé. Rồi và em có một cái pearl, Nga có một cái pearl này nữa nhưng mà lớn lắm luôn. Thì hôm rồi có em chị em nào hỏi Nga đó, thì Nga cũng có cái này rất là đẹp luôn chị em đó. Thì Nga cũng giới thiệu lên nhá, cái này là khoảng 15 ml, là 15 ly đó, đẹp lắm. Nga chưa làm lên, Nga đang suy nghĩ design để coi làm pendant hay là ring. Thì Nga chỉ mang lên đây cho giới thiệu cho chị em mình xem, tại vì hôm bữa có chị em nào comment hỏi Nga về cái pearl gold á. Cái này màu này đẹp lắm, gold vàng mà không phải là vàng thật lắm, vàng này đẹp lắm nhá. Hôm nay Nga sẽ mang lên cho chị em mình xem một vài kiểu moissanite. I have a moissanite here. Cái ring này cũng rất là đẹp, 2 carat moissanite the center and the 14 gold with the small diamond, 1 ly 2 1 ly 3 chị em. Cái band này là 1 ly 2 1 ly 3 cho cái diamond và vàng 14. Cái chiếc này là 2 carat hộp xoàn moissanite, kiểu dễ thương lắm. Đây, này màu trắng chị em hả? Đẹp lắm luôn.
Hộp này là Moissanite nhưng mà là manual cut đó chị em. Manual cut tức là làm bằng hand cut. Nó gọi là manual cut. Và hộp nó đẹp, trắng, chiếu hơn. Dạ. Thì cái chiếc này Nga để cho chị em mình với cái giá là 395 đồng nhé. 395 là on sale đó chị em. 395 đồng không có cái giá 395 đồng cho chiếc nhẫn này đâu. Ồ, đẹp lắm luôn, dễ thương lắm luôn đó chị em. Dạ, yeah, ok. Rồi. Và Nga có một cái Nga có một cái này nữa nè, Nga làm kiểu này nữa nè chị em. Ba viên cũng Moissanite luôn. Korean cut and emerald cut and pearl shape. Dạ. Thì ba viên. Chiếc nhẫn này Nga để cho chị em mình là 450 đô nhé. 450 đô vàng 14. Và ba viên, tất cả ba viên là 3 carat 50. Dạ. 3 carat 50 cho cái Moissanite. Đẹp lắm, dễ thương lắm chị em. Mình đeo mình làm sai được nhé. Dạ, rất là dễ thương. Đây Nga đeo vô tay cho chị em mình xem nè. Dễ thương lắm. Kiểu lạ. Nga thích làm ra mấy cái kiểu lạ lạ mình đeo. Yeah. Ok. Rồi. Nhá. Yeah. Mình làm resize được nhé chị em. Dạ, yeah, đeo lắm. Dễ thương lắm luôn. Ok. Và Nga có một cái push trái tim hot shape. Yeah. Trái tim nè. Nha. Yeah. Trái tim này á là Moissanite luôn nhá. Moissanite 1 carat rưỡi. Dạ, 1 carat rưỡi cái hot shape, và cái xung quanh là hộp sòn 1 ly rưỡi và vàng 14, 1 ly rưỡi natural diamond 1 ly rưỡi và vàng 14 nha chị em. Thì chiếc nhẫn này Nga để cho chị em mình là 750 đô nhé. Và yeah, hơn nửa carat hộp xoàn đó chị em. Và yeah, 1.5 ly PS trắng lắm. Yeah. Và cái hình trái tim Moissanite hình trái tim so cute. Yeah. Cute lắm luôn. Đẹp lắm. Rồi. Và kế tiếp là mình có mình quên nói, có cái đá bông phơ này cũng dễ thương lắm chị em. Mình làm cái màu hồng và đây màu hồng nó đang đeo một cái màu hồng sau super nha chị em. Nga làm cái kiểu này đeo rất là dễ nè chị em. Đấy, móc vô thôi đấy, như vậy đó. Nga có hai đôi, một cái màu hồng và một cái hạt Tahitian pearl màu đen. Yeah. Thì mỗi đôi này Nga để cho chị em mình 195 đồng nhé. 195 đồng. Oh no. Nga lỡ nói rồi. 195 đồng. Yeah yeah, 195 đồng là vốn. Ok, thôi lỡ nói rồi. Yeah. Ok, lỡ nói rồi. Yeah. Không sao, không sao. Đẹp lắm, đeo dễ thương lắm. Nga đeo nè. Nhìn siêu hóa, đơn giản đeo vậy, dễ đeo lắm. Mình cứ sỏ vô thôi. Này, đó. Rồi, cái này là 11 ly đó chị em. Yeah, khoảng 11 ly á, từ 10 tới 11 ly á. Yeah. Cái này là vàng 14, có nghe chị em, vàng 14. Yeah. Tiếp theo. Đổi với. Cái này Nga có một cái cũng này là Moissanite 2 carat cushion cut rất là đẹp, rất là dễ thương. Yeah. Đeo rất là nhẹ nhàng, dễ thương lắm chị em. Yeah. Let's see, let me check out the big ring. Yeah, đeo rất là nhẹ nhàng, dễ thương. 2 carat và Moissanite cushion cut và vàng 14. Yeah. Chiếc này Nga để cho chị em mình là, let me check, quên rồi. Quên giá rồi. Mới làm xong quên giá rồi. Cả nhà mình chắc hiện giờ đang đi làm ha.
Làm sắp về có một bữa cơm tối, chuẩn bị mua cho cơm tối. Chúc cho chị em mình, gia đình chị em mình có một bữa cơm tối an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. 4g 80, 4g 80, vàng 14. Rồi cộng cái Moissanite 2 carat là 189. Chiếc này nghe để cho chị em mình là 450 đô nhá, 450 đô, rất là đẹp luôn á chị em, đeo rất là nhìn nó chiếu đẹp lắm. Manual cut nó chiếu đẹp lắm, y như hộp sòn thiệt của mình vậy đó. Nó chiếu theo cái kiểu giống như là natural diamond vậy đó chị em, nó rất là đẹp. Mà mình đeo nhẹ nhàng lắm, mình đeo chung với cái đồng hồ chiếc lắc mình cũng đẹp lắm. Rồi dễ thương á. Và cái chiếc này của Nga thì chị em nào thích thì gọi phone cho Nga. Cái này Nga làm là 3 ly và 2 ly rưỡi, 3 ly vòng ngoài, 2 ly rưỡi vòng trong. Hai bên. Này mình nhận khoảng 2 carat hộp sò hoặc 1 carat rưỡi tới 2 carat nha chị em. Nga có cái vỏ này á. Cái vỏ này thì Nga để cho chị em mình giá đặc biệt nhé, 2.750 đô, 2.750 đô. Bữa nay Nga sale cho cái vỏ này 2.750 đô nhá, rất là đẹp, rất là đẹp luôn á. Cái này Nga mới vừa làm cho khách xong, hình trái tim, hình trái tim màu vàng Moissanite Nga làm cho khách Nga làm cho khách vừa xong. Nga còn nợ khách mình nhiều món lắm đang làm mong là cả nhà đừng, mấy anh chị em mình đừng giận nhé. Đây một cái chiếc nhẫn cho em đẹp của mình. Ono, cái này gọi là bạn đẹp của mình luôn, bạn thân yêu, bạn đẹp của mình, thân yêu của mình. Này là cho trời, bạn đẹp của mình thương chồng lắm luôn, tặng cho chồng một cái chiếc nhẫn platinum. Cái này là platinum với hộp sòn GAA hết 5 viên 4 ly. Nước E color, VVS E color cho cái platinum. Không dám đeo vô, để đây thôi, nâng niu thôi, nâng niu thôi, đẹp lắm luôn á. Nè bạn đẹp yêu ơi, còn chiếc nhẫn Infinity của bạn đẹp nữa, ngày mai chắc xong quá bạn đẹp. Cảm ơn bạn đẹp mình nhiều nhé. Trời ơi, nhẫn đẹp lắm luôn bạn ơi. Trời ơi, thương chồng quá luôn á. Bạn đẹp mình thương chồng, tặng cho chồng một chiếc nhẫn quá tuyệt vời, platinum. Và 4 ly cho 5 viên VVS E-Color GAA. Rồi cảm ơn bạn đẹp mình rất nhiều nhé. Còn cái Infinity của bạn đẹp mình sắp xong luôn rồi. Để xem coi Nga, Nga có một cái, Nga tìm có một cái, Nga tìm có một cái gemstone này nè, gọi là Santadit. Mà cái nó làm giống như cái y chang như fancy yellow diamond vậy đó, đẹp lắm luôn mấy chị em. Nhìn như là fancy yellow diamond vậy đó. Nga mới vừa làm xong chiếc này, Nga cũng chưa biết là giá bao nhiêu, mới làm xong thợ mới đưa. Nhưng mà đẹp lắm. Để Nga xem, Nga chỉ estimate thôi nhé. Để Nga cân lên, Nga estimate. Đẹp lắm luôn á. Nga đeo nhìn như là
fancy giá lộ vậy đó. Yeah, nhưng mà cái gemstone này là kêu là centered. Yeah, ok, 5.79 gram, 5.79 gram mình nhân cho vàng 14 nhé. Dạ, vàng 14. Rồi tiền công vào. Rồi cái ổ. Cái ổ vào nữa. Rồi cái họ nhận vào. Xa. Rồi cái hộp nữa nha. Cái hộp này nó nặng là, nó nặng là gần 3 carat. Dạ. Thì Nga cho cái này ta tính cái này chỉ là khoảng 50 đồng cho 1 carat nhé. 50 đồng cho 1 carat. Dạ. 50 đồng thì gần 3 carat rồi, cộng thêm 150 nữa. Dạ, chiếc này Nga để cho chị em mình với cái giá đặc biệt luôn nha. 585 đồng. 585 đồng. Rất là đẹp chị em. Yeah. Chị đeo như là fancy yellow vậy đó chị em. Yeah, fancy yellow diamond. So beautiful, I love that. Yeah. Rồi, chị em nào thích thì gọi phone cho Nga nhé. 585 đồng. Rồi, cái band đó nó to lắm chị em. Cái band là mình đeo rất là đẹp. Yeah. Mình có thể làm size cho chị em mình nhé. Rồi, cái band này nó làm đeo vừa vặn đẹp lắm. Yes. Hôm nay em có còn mấy món nữa nhưng mà thợ đang làm chị em ơi. Nga có một cái năm ly. Nga có một cặp 5 ly mà cái nước nó hơi khác tí. 5 ly. Và nếu chị em nào mà thích mình mua từng viên để mình làm lên cái pendant á, đẹp lắm. Không rồi Nga làm cái pendant mà các chị em mình nhớ cái pendant mà cái hello không? Nha, yeah, Nga làm lên cho em gái kia bên tiểu bang nào ha. Thì làm lên rất là đẹp chị em, trụ trắng đẹp lắm luôn. Thì Nga để rất là rẻ thôi. 1.400 nhớ, 5 ly. 5 ly thì 5 ly này nước HVVS. VVS 2. Nên excellent. Yeah, 5 ly mà nước H là nước H á. Đúng 50 là đúng 5 ly và đúng nửa cara luôn á chị em. Dạ. Yeah. Rất là đẹp. Nước hát này đẹp lắm luôn á, trắng và làm pendant cũng đẹp lắm luôn. Dạ. Yeah. Và cái này là 5 ly 3 đến 5 ly 4 nước khê. Cái này thì Nga để là 1.400 nhá. 1.400 tại vì nước X nước hát á, trắng đẹp lắm. 1.400. Dạ. Và VVS 2. Excellent none. And cái này á chị em, cái này thì là 5 ly 3 đến 5 ly 4 mà nước khê VVS 2. Cái này được 0.60, hơn nửa cara nha chị em. Hơn nửa cara thì cái viên này Nga để cho chị em này good none luôn. Thì cái viên 0.60 Nga để cho chị em mình 1.500 nhá. Thì chị em nào thích thì làm mình làm pendant gì đó đẹp lắm luôn. Dạ. Yeah. Rồi. Và em có một cái viên cushion cut. Just wait a second. Yes. Em có một cái cushion. Em có một cái viên cushion cut. Yeah, cushion cut của JA luôn. Thì cái này á VVS. No, cái này VS thôi, VS2 nước G, 1 carat 51. Yeah, mà cushion cut đẹp lắm luôn. Yeah. Cái này thì Nga có show lên cho chị em thấy được nhưng mà đẹp lắm luôn. Yeah, trắng đẹp lắm luôn, cushion cut chị em nào thích cushion cut không ta? Yeah, đeo lên làm kiểu đẹp lắm chị em. Nga có cái vỏ này làm lên cái kiểu này rất là đẹp, sang trọng lắm luôn. Cái này GAA luôn các chị em. Dạ. GAA luôn. Dạ. Yeah. Mà trắng đẹp lắm luôn. VS 2 nước G. Dạ, nước G trắng lắm. Nga có cái vỏ này mình làm lên rất là đẹp chị em. Dạ. Yeah.
Đã thích cái vỏ này lắm, cái vỏ này làm lên rất là tuyệt vời. Nga sẽ làm size nhỏ lại cho chị em. Dạ đúng rồi. Dạ chị em nào thích thì gọi phone cho Nga nhé. Đây, cushion cut, 1.5 carat nha chị em, 1 carat, 1.51 carat. Dạ, cái này Nga để cho chị em mình với cái giá là, nếu chị em nào thích thì gọi phone cho Nga. Đẹp lắm. Dạ, ok. Rồi, hôm nay Nga còn nhiều món nhưng mà thợ chưa làm xong mấy chị em ơi. Nga sẽ Nga sẽ chờ cho thợ làm xong một vài món nữa, là có thể thứ năm thứ sáu Nga sẽ lên show nữa nhé. Dạ, trời ơi, nhớ cả nhà lắm. Bận rộn với khách nhưng mà cũng nhớ lắm luôn. Còn cái này chị em, cái này thì không có giấy JA nhưng mà là Korean cut, 2 carat chị em. Dạ, 2 carat Korean cut. Dạ, yeah. Này cũng là VS. Dạ, yeah, VS mà cũng trắng đẹp lắm luôn. Dạ, yeah. Korean cut nha chị em. Với cái vỏ một xoàn cũng khoảng 1.5 lít luôn chị em. Dạ, yeah. Cái này chung nguyên cái này Nga sẽ để cho chị em mình với cái giá là khoảng nguyên chiếc này á là 2 carat đó chị em. Dạ, Korean cut natural diamond VS. Nó VS nó có một tí than đó chị em, khi mình đặt kính vô mình mới thấy, còn mình đeo lên gì mình sẽ không thấy. Thì cái này Nga để cho chị em mình với cái giá là 10.500 nhé. 10.500, 2 carat Korean cut, 2 carat và cái vỏ luôn đó. Dạ, yeah. Đẹp lắm chị em. Ok, rồi hôm nay Nga chỉ mang lên đây cho chị em mình xem bao nhiêu đó, và Nga sẽ trở lại trong cái cuối tuần mình nhé. Dạ, rồi Nga xin chúc cho anh chị em mình có một buổi tối an lành, một bữa cơm bên gia đình thật là hạnh phúc và ngon miệng nhé. Nga cảm ơn cả nhà mình rất nhiều luôn, yêu quý cả nhà mình rất nhiều luôn. Dạ, rồi Nga xin chào.